Chào, mình tên là Nguyễn Huỳnh Anh, hiện tại mình đang là sinh viên năm cuối của Đại học Dược. Mình rất thích nấu ăn và mình đã học nấu ăn được 3 năm rồi. Mình rất vui khi tham gia chương trình này, rất mong được kết bạn và giao lưu với tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Dương Khả Tú. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 ngành công nghệ may của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Thì mình cũng chả học nấu ăn ngoài trường lớp gì cả, và mình chỉ thực hiện nấu ăn tại nhà, nấu những bữa cơm gia đình cho những người thân của mình ăn thôi ạ. Rất vui được tham gia chương trình và gặp mặt tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Di Di. Hiện tại em đang làm diễn viên tự do. Trước giờ em chưa có từng qua trường lớp nấu ăn nào cả, nhưng mà ở nhà vẫn hay nấu ăn cho gia đình. Rất vui được tham gia chương trình và gặp mọi người. Em thích nhất là người có thể làm cho em có khả năng làm cho em tin tưởng 100%, sự thành thật, sự tin tưởng và yêu thương. Vậy là được. Em thích một người bạn trai trưởng thành, khá là chín chắn và biết suy nghĩ, và đồng thời là cũng biết quan tâm tới người khác, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà thông cảm. Em thích một chàng trai hiểu được em và lịch lãm. Không dối lừa về, còn sự chân thành. Em ghét nhất là nói dối ạ. Còn em thì không thích bạn trai quá trẻ con à. Em cũng giống như chị là không thích bạn trai lừa dối mình ạ. Gửi đến bạn trai tương lai của em, sau ngày hôm nay mà nếu chúng mình không có tới được với nhau thì anh sẽ phải hối hận. Gửi đến bạn trai tương lai của em, không biết hôm nay mình có đến được với nhau hay không, nhưng mà em rất mong là mình sẽ có những ấn tượng tốt đẹp với nhau. Gửi đến bạn trai tương lai, không biết sau hôm nay thì chúng ta có duyên để đến được với nhau không, nhưng mong rằng chúng ta sẽ vẫn là bạn. Mời tất cả mọi người đón xem chương trình Ẩm thực kỳ duyên trên kênh HTV7, được chiếu vào tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 20:30. Đón xem tập 7 Ẩm thực kỳ duyên phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.